Chào các bạn nha. Nay để mình quay hai anh Thợ đó các bạn. Lên hạ hai cây chạm vàng đó các bạn ơi. Rồi chắc có thể là anh leo lên rảnh anh hạ nhánh các bạn. Bởi vì cái cây hai chạm vàng này nó nằm sát với nhà người ta nè. Đó. Với ở bên đó là cái mé kinh luôn các bạn. Không có thể nào hạ nguyên cây được, phải anh phải leo lên cho anh cắt nhánh các bạn ơi. Để coi anh leo cây nào trước nha. Rồi chắc ảnh sẽ sẵn lên cắt hai cái cây bự đó luôn đó các bạn. Đó giờ anh leo lên cây bên đó trước các bạn ơi. Không có thúi của người ta. Rồi đó, đúng rồi đó. Yeah.
chỗ lỗi cái cây luôn các bạn ơi. À, còn một cây bên đây, hồi anh qua cắt cây bên đây nữa là đã xong nha các bạn. Bỡ gì? Ý trời ơi, anh tuột xuống nghe rất là lẹ luôn các bạn. Xả này gạch cái trong luôn đi, rồi tới kia lại luôn. Đụm luôn. Rồi tiếp tục anh hạ cây cây đó luôn các bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi, có tiền có túi gì. Các bạn ơi. Chiều nay bà con cô bác nuôi tại số chúng đặc biệt. Cô bác hết gầu hết lo cô bác ơi. Sao chạy làm vậy? 10 ngàn bỏ túi làm chi? Mua tờ giấy số có khi làm giàu bà con cô bác ơi. Anh đang leo trên lên các bạn ơi. Rồi lượm bạn ơi. 1 giờ hả? Rồi. À, năm cắt anh làm. Trời ơi, đi học bây giờ phải 200-300 ngàn chứ. Rồi đã xong còn một nhánh nữa các bạn ơi. Rồi chắc anh xuống anh hạ gốc các bạn.
Giờ anh đang tụt xuống các bạn ơi. Đó giờ anh vẫn bị hạ gốc đó các bạn ơi. Cây hạ xuống mặt bà ngoại tươi gói trời. Thôi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.